Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, ngày đầu tuần mới, tháng mới, cả nước xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Mức nhiệt cao nhất ngày trên khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên lên tới 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ, mức nhiệt cũng lên tới là từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cùng với nắng gắt, nhiệt cao thì thời gian độ ẩm trong không khí cũng giảm rất thấp. Thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chỉ còn từ 30 đến 40%, còn tại Nam Bộ là từ 45 cho đến 55%. Quý vị cần hết sức cẩn trọng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm ở khu vực Đông Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 4 tháng 4, còn với khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ kéo dài hơn một ngày nữa rồi mới giảm dần. Còn tại Nam Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Quý vị cần lưu ý giữ sức khỏe cho những ngày thời tiết nắng mạnh, nhiệt cao như hiện nay. Trở lại với thời tiết các thành phố lớn, thủ đô Hà Nội ngày hôm nay cũng có nắng nóng với mức nhiệt trưa chiều tăng nhanh lên mức 35 độ, cùng với độ ẩm trong không khí cao khoảng 78%, nên quý vị sẽ cảm thấy rất oi bức, khả năng mưa thấp dưới 10%. Thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay cũng có nắng mạnh, nhưng nhờ lợi thế nằm gần biển nên không gian vẫn khá thoáng đãng. Mức nhiệt cao nhất trưa nay lên đến ngưỡng là từ 34 cho đến 35 độ, nắng nóng. Còn về chiều tối và đêm, nhiệt hạ còn từ 25 cho đến 26 độ, trời thoáng mát. Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay tiếp tục nắng mạnh ngay từ sớm. Trưa nay, nhiệt độ lên mức là 37 độ. Thực tế, ngoài trời cảm nhận còn tăng thêm từ 2 đến 3 độ nữa, độ ẩm trong không khí giảm thấp chỉ khoảng 45%. Vì vậy, quý vị nên sắp xếp công việc phù hợp, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi nắng gắt. Theo lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.